Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tâm tham lam, vâng ai mê ám của cái bạc vàng, vâng gào gác chạy hỏi theo khoái lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dẫu biển cương giam bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn được muôn biển thủy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa trước từ thần tâm vẫn còn tham, tia công danh tia sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quân người chết bao người thân kẻ không, ơi người thân sao vội bỏ ra đi, trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành cho vui, mang theo gì trên mình muốn bài liềm, còn lại chỉ bia mộ khắc đôi hàng. Dẫu muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp định. Người còn sống đang tranh giành thừa kế, kẻ chết này chỉ có nghiệp đem theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cái, bạch niên đại to bạc tiền nào mua nổi, biển ông rừng vàng sao tránh khỏi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngang ngồi làm kiếp người nên ghi nhớ, và có trí quan tưởng luôn sự chết. Phúc lâm chung tâm bình an an nhiên, kẻ phạm vô công quan tưởng thường xuyên, nên phúc vui lâm chung đầy sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đang đạo quả vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về cõi khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hễ sanh tự tái sanh vào luân quẩn, như kẻ cướp bị luân đời phân xử. Nghiệp chúng sanh luân nhân quả nghiệp mình, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình. Trổ quả dư cô người gây ác nghiệp, dùng lãng ngũ trần vi ngọt ngon thơm ngang, làm đông lòng làm sao duyên tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ân tàng, làm ân sĩ tôi sống đời thanh thang. Kiếp người mong manh